Rồi, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập nhá, ôn tập từ đầu đầu hè đến giờ. Đấy. Trong buổi sau thì có một cái bài kiểm tra nhỏ nhỏ, đúng không? Đấy. Để xem chúng ta nắm kiến thức đến đâu nhá. Nào, bài thầy xem hôm nay có nhiều bài tập không nào? Có cần chữa bài tập về nhà không? Bài về nhà thì không cần chữa đúng không? Đấy là những bài mà trên lớp chúng ta đã làm rồi thôi nhá. Đấy. Còn bạn nào chưa biết cách xem file đáp án về nhà thì cứ hỏi trên nhóm cho thầy nhá, để các cô hỗ trợ. À, ta có 16 câu tương đối dài nên chúng ta bắt đầu luôn nhá. Nào, câu đầu tiên là thực nghiệm phép tính. Nó dễ quá rồi đúng không? Thầy mời một bạn làm luôn cùng thầy nhá. Mạnh Thắng nào. Mạnh Thắng làm luôn cùng thầy nào. Thắng ơi. Thắng chưa vào. Thùy Trang làm luôn nào, Thùy Trang. Thùy Trang. Alo. Nghe được không nhỉ? Alo, Thùy Trang nghe được không, Thùy Trang? Alo. Trang nghe được không, Trang? Đăng Khoa có đây chưa? Đăng Khoa. Đăng Khoa. Dạ thầy. Rồi, làm luôn cùng thầy nào, bằng gì nào? Dạ, con này em chưa biết làm. Ờ, thế theo con là phải tính cái gì trước? Chúng ta tính lần lượt nhá, tính lần mẫu số trước đúng không? Đây, 1 ta để nguyên này, 1 cộng với này, 1 chia. Chị phải bị lỗi rồi. À, bị lát hả? À, đợi thầy xem lại tí nhá. Rồi, nào. Tính cái này đầu tiên chúng ta phải tính mẫu số trước đúng không nào? Trước nhá. Mẫu số con quy đồng lên thì nó được là mẫu số là 3. 3 x 1 là 3 cộng 12 là 5. Đúng chưa? Đó. Xong bây giờ chúng ta mới chia 1 chia cho 5/3 cho nhân đảo ngược bằng 1 cộng 3/5. Đúng không? Và một bước nữa chúng ta tính ra chúng ta sẽ được là 8/5. Đúng không? Đáp án D. Được chưa? Đấy, thì câu đầu sẽ liên quan đến tính chất đó là khi chia cho một phân số nhá. Đấy, chúng ta sẽ nhân phân số nghịch đảo. Được chưa nào? Ok, xong. Rồi, đến câu này. Nào, câu này thầy đề nghị các bạn làm cùng cho thầy nhé. Xong nhắn tin rồi đáp án nhé. Tính tìm x biết. Tìm x biết. Các bạn chỉ cần nhắn cho đây A, B, C, O, D thôi nhé. Rồi, một loạt các bạn ra rồi. Dũng đúng rồi, Vinh đúng rồi, Khánh đúng rồi.
Sau đây em phải ghi. Hưng Tuấn Anh, Hương Giang, Mỹ Uyên. Dễ quá đúng không? À, bây giờ thầy gọi bạn làm một thời nhá. Mạnh Thắng vào chưa? Mạnh Thắng. Dạ, chưa. Rồi, màn hình của thầy bị đơ. Huyền My vẫn thấy đơ hả Huyền My? Đơ lắm thầy ạ. Ờ, đúng rồi, đơ thật rồi. Lại đơ rồi. Hả? Đây thằng đang đơ rồi. Không, nhưng hình nó đang bị đứng lại. Hôm nay bị đơ quá nhỉ. Chưa được. Thôi gọi Hiếu đi cho nha. Gọi gọi Hiếu ơi. Hiếu ơi, lên bên nhà đi. Lại đơ hả? Lại đơ. Hôm nay là hơi trục trặc một tí. Rồi, bắt đầu nhá. Thấy con mình. À, con nhìn được chưa? Bắt đầu rồi đúng không? Lag quá. Vẫn lag à? Đợi. À ok, rồi rồi. À, ở đây thì chúng ta sẽ tính cho thầy là số bị chia đúng không? Số bị chia nhá. Vậy cả cái cụm này chúng ta sẽ tính được nó bằng 2 nhân 3 đúng không? 2 nhân 3 bằng 6. Đó. Sau đó chúng ta tính cái này, vậy là 8 cộng x chia 1000 đúng không? Thì bằng 6 nhân 2 đúng không? 6 nhân 2 bằng 12. Từ đó ta được x chia 1000 đúng không? Bằng 12 trừ 8 ta được 4. Đó. Do đó ta tìm được x bằng 4000 nhá. Ok. Rồi. 4000. Rồi. Câu này nhá, so sánh. So sánh hai số hữu tỉ. Nhìn này thôi vẫn có thể có bạn bị nhầm. Đấy, nên thầy vẫn phải cho lại nhá. Chúng ta cùng nhìn này. So sánh hai số trừ 0,4 và trừ 3/5. Trừ 0,4 và trừ 3/5. Nào, một bạn là làm câu thế nhá. Minh Anh nào. Minh Anh. Minh Anh, so sánh nào. Minh Anh. Ê, con không nghe gì hết trời ơi. À, lại không nghe thấy à? À, Thùy Trang nghe được không Thùy Trang? Nghe được. À, Nhân Minh nghe được không Nhân Minh? À, rồi, Nhân Minh nói luôn thầy. À, ai vừa chưa nghe được nhỉ? Nghe được chưa con? Alo? Rồi, Nhân Minh nói luôn nào, Nhân Minh. Làm nào. Alo, Nhân Minh. À, Nhân Minh ơi. Ờ, cho giảng. Chó hay chắc chưa để anh biết ai vào. Sao này vẫn chập chờn thế nhỉ? Tuấn Anh nghe được chưa, Tuấn Anh ơi?
Tuấn Anh. Rồi. Rồi, Tuấn Anh nói cho thầy nào. Làm thế nào Tuấn Anh? Dạ thưa thầy, là con sẽ biến là trừ 0,4. Rồi, đầu tiên con biến là 3 phần âm 5 thành âm 3 phần 5. Ừ, âm 3 phần 5 bằng gì nào? Dạ là bằng dạ không, trừ 3 phần 5 giữ nguyên. Rồi, bằng bao nhiêu? Bằng trừ 0, mấy? Dạ 0,6. 0,6, đúng không? Rồi, dạ. 0,6 so với 0,4 thì sao? Dạ thì 0,4 lớn hơn. Rồi. Trừ 0,4 lớn hơn. 0,6 lớn hơn nên trừ của nó sẽ nhỏ hơn, đúng không? Vậy đáp án ở đây là đáp án C, đúng không? C nhá. Đấy thì đây thầy lưu ý là khi mà so sánh hai số âm, chúng ta lưu ý nhá. Đấy, 0,6 lớn hơn nên là trừ 0,6 sẽ nhỏ hơn 0,4, được chưa? Ok. À, sao con? À cũng được. Đấy. Nếu đổi phân số thì chúng ta sẽ đổi cái này là trừ đi 4/10. Đấy, trừ 4/10 bằng trừ 2/5, đúng không? Đấy, trừ 2/5. Xong lại trừ 2/5 thì nhỏ hơn 3/5 nên trừ 2/5 của nó lại lớn hơn trừ 3/5 nhá. À, bài này bỏ qua được này. Nào, câu này. Câu này. Biểu diễn các số hỏi sẽ được có bao nhiêu điểm phân biệt trên cái trục số đó. Ra Khanh nào. Khanh làm nào, Khanh ơi. Ra Khanh. Dạ. Rồi, con làm nào. Ừ? Máy ra lên. Đây thầy nói là cách biểu diễn nhá. Vâng. Trên trục số này, đây là điểm 1 này, độ dài là 1 đúng không? Đây điểm 2 này, đây điểm 3 này. Giữa này điểm gì anh? Giữa 2, giữa 2 và 3. Giữa 2 và 3 là bao nhiêu? 2,5 ạ. À đúng rồi, 2,5. Đó, vậy con ok rồi. Bên này là bao nhiêu anh? Âm mấy? Âm 1. Rồi, thế bây con xem là 5 cái số này khi mà biểu diễn như này thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng mấy điểm? Đấy, thì con phải xem 5 số này nằm ở đâu, đúng không? Đó. Nào, nhìn cho thầy nhìn qua chúng ta thấy 5 số này, 4 số này có đặc điểm gì nào? Đều bằng nhau đúng không? Vậy là chúng ta cần mấy điểm biểu diễn? Dạ vậy. 1 điểm đúng không? 5 số này trùng nhau nên chúng ta chỉ cần 1 điểm thôi nhá. Đấy câu này dễ, nhiều bạn dễ nhầm là 4 điểm đấy nhá. Đấy thầy thấy có bạn nào nhắn D rồi đấy. Bảo An nhá, đúng không? Em ạ. 1 điểm ok. Đấy, chúng ta dễ nhầm thôi nhá. Thầy câu này lưu ý thầy. Đấy. Rồi. Tiếp nha. Chúng ta những ký hiệu này, đấy để ôn lại về ký hiệu tập hợp nhá. Tập hợp. Nào. Dũng nào, Trung Dũng nào. Trung Dũng. Anh không thuộc N. Đúng rồi, N là tập hợp các số tự nhiên, đúng không? Vậy âm 5 là số âm rồi nhá, phải không thuộc. Đúng rồi, tiếp. Âm 5 với Z. Z là số gì? Âm 5 thuộc Z. Đúng rồi, Z là tập hợp các số nguyên. Âm 5 thuộc. Trừ 6/7 thuộc không? Có. Ồ. Z là tập hợp số nguyên nhá. Số nguyên.
6 phần âm 6 7 không không phải đúng không? Là không thuộc. Được chưa? Đấy, con hiểu chưa? Rồi, ok. Câu tiếp theo Phương Linh nào. Trừ 6 phần 7 có thuộc quy không? Con như này là có. Ừ, quy là tập hợp gì? Số gì? Số hữu tỉ. Rồi, hữu tỉ nha. Chúng ta cứ ví như là phân số ấy, được chưa? Vậy đây là thuộc. Rồi, tiếp N và Q là gì nào? Điền ký hiệu nào? Linh. N là thuộc con của Q. Đúng rồi. Ở đây chúng ta không phải không dùng ký hiệu thuộc các con nhé. Đó, N đấy, tập số Q này. Ở đây chúng ta có tập N này, số tự nhiên này. Bao quanh nó là Z này, đúng không? Và bao quanh bên ngoài đây là tập hợp các số hữu tỉ, đúng không? Vậy là tập hợp các số tự nhiên sẽ là tập con. Đây, ký hiệu này con nhé, tập con. Chứ không phải là thuộc cái này nhá. Đúng không? Ok. Để ôn lại khái niệm. Số tự nhiên này, số nguyên này, số hữu tỉ. Đấy, sắp tới chúng ta sẽ học số nữa là số thực nhá. Đấy, sắp tới học số thực rồi. Ok, con này thắc mắc này không? Tiếp nhá. Nào, câu nhìn câu này. Cái này là lũy thừa, đúng không? Vinh. X bao nhiêu? Vinh, Thế Vinh. Vinh đâu rồi? À, nào, x bằng nhiêu nào? Các bạn cùng nhìn thấy bảng nhá. Nếu phân số này mũ x bằng 1, x bằng nhiêu? Vinh nào? Bao nhiêu? Đoán đi. Em biết rồi. Ừ. Ai đấy? Ai vừa hỏi nhỉ? Minh nhỉ, em. Ok, Minh Anh hả? À, Minh nhỉ. À, Minh, rồi, con nói nào. Nếu âm 2016 đến 2015 không thì sẽ bằng 1 hả? Ừ. Đấy, thì ở đây liên quan kiến thức là A mũ 0 luôn bằng 1 nhá. Trong đó A là số khác 0. Đấy. Đây là quy ước với nhau thế, chúng ta hiểu chưa? A mũ 0 bằng 1, trong đó A là số khác 0 nhá. Đó. Vậy đây là x sẽ bằng 0. Ok. Các bạn đã biết lũy thừa số âm chưa? Cả lớp. Bảo An biết này chưa Bảo An? Chưa đúng không? Rồi tạm thời ta bỏ qua nhé. Đây, chưa cần biết vội đâu. Nào tính cái này đây nào. Nhắn đây đáp số nhá. Ồ cái này dễ quá rồi. Ngọc Mai nào, làm luôn nào. Ngọc Mai. Hello, Ngọc Mai ơi. Rồi, Ngọc Mai nói luôn nào. Cái này biến đổi như nào? Con sẽ xác định đây là câu số bao nhiêu? Câu số bao nhiêu nào? Cơ số là trừ 2 phần 3, đúng không? Đó. Bây giờ biến đổi cho thầy. Vế trái được gì, vế phải được gì nào? Mai. Đây. Ở đây chúng ta sẽ vận dụng một công thức là A mũ M. Tất cả mũ N thì bằng A mũ M
nhân n. Mai nhá, thì Mai áp dụng ra đây, cái này bằng gì nào? Bằng trừ 2 phần 3 mũ gì nào? Mai. Alo Mai. À, nhiều bạn đúng rồi đấy. Bảo An, Phương Linh, Huyền My, Khánh. Mai, Mai nghe nghe được thầy nói không Mai? Có vẻ chập chờn à? Vương Thùy Trang rồi. Minh Huyền. Nào, Mai Chi nào. Mai Chi. Ừ, nào, cái này được gì nào? Em thưa thầy là âm 2 mũ 3 âm 2 phần 3 mũ 4 nhân 4 4N, đúng không? 4N nhá, đúng không? Bằng âm 2 phần 3 mũ 10, 16. Vậy con phi được gì? Phi ra N bằng 4. Rồi, 4N bằng 10, 6. Vậy N bằng 4 nhá, ok. Ngọc Mai hiểu chưa con? Đấy, chúng ta có vài bài trắc nghiệm nhanh như vậy nhá. Đấy, bên đến bây giờ thì chúng ta sẽ tự làm cho thầy mấy câu sau. Tính rồi. Thôi tính này bỏ qua này. Đây. Đây, làm về câu C nhá. Câu C. Nhắn đáp số nhá. Bài này không đáp số nên bắt buộc phải nhắn rồi. Dễ cũng làm để chúng ta rèn kỹ năng tính toán nhá. Ok, Khánh đúng rồi. Khánh tính rất nhanh. Hình như lại bị cái máy bên này trục trặc, lại báo gì em xem có màn gì đâu, có nó lại trục trặc rồi. Thôi đây phải gọi vào đấy, em thử biết đâu phải gọi Hiếu. Ok, Bảo An rồi, Vinh rồi. À, Bảo An tính lại thầy nhá. Vinh ok. Quốc Thái tính lại.
Huyền My, Huyền My tính lại. Hương Giang tính lại, Việt Hoàn tính lại. Đấy, nhiều bạn tính lại quá. Mới thấy Phương Linh cũng tính lại. Thế Vinh ok rồi nhá. Hình như lại bị, đúng không? Quốc Thái, Quốc Thái tính lại nhá. Trung Dũng ok rồi. Rồi, Mai Chi tính lại, Tuấn Anh ok. Alo anh đi xem máy bạn đi đâu rồi ạ? Vâng, nó không hiện hình thầy. Nào, tôi đợi các bạn nào. Rồi, Thắng ok rồi. Huyền Thắng ok, Huyền My tính lại nhá, hay là họ nhầm? Quang Hòa tính lại nhá. Phương Linh cũng tính lại. Đây nó báo gì kìa, fail. Đó nó báo gì đấy? Nó mạng bị chập chờn. Rồi, bây giờ tài chữa nhá. À, tôi mời bạn làm công này. Khánh Trang nào? Khánh Trang. Alo, Trang nghe được thầy nói không? Có. Rồi, Trang làm nào? Vâng, thưa thầy, là con Pháng Hoặc dạ. Rồi, Pháng Hoặc đúng không? Pháng Hoặc ta được gì nào? Thế đây có đổi sang phân số không? Nếu mà Phóng Hoặc thì về đây phải đổi ra phân số chứ đúng không? Con không đổi ra phân số. À, thế không phải Phóng Hoặc mà là con thấy cái gì đây? Thế này giống nhau đúng không? Vâng. Đấy, vậy là chúng ta lấy là gì? Nó chính là A trên B đúng không? A trên B trừ đi C trên B đấy, đúng không? Và nó bằng là A trừ C chia B. Đấy, thì chúng ta sẽ làm nhanh hơn, được chưa? Ở đây ta sẽ thấy là bằng gì? 35 1 phần 6 trừ 45 1 phần 6 đúng không? Và chia cho trừ 4 phần 5. Rồi, bằng gì tiếp nào? Trang. Con thưa thầy là sẽ bằng là âm 10. Ừ, đúng rồi, âm 10 con nhá. Đấy, cái phần tập phân nó 1 6 trừ đi bằng âm 10. 1 phần 6. À, âm 10 thôi. Bởi vì 1 phần 6 trừ 6 là bằng 0 rồi, con hiểu chưa? Vậy bằng âm 10 nhá. Ừ. Đấy chưa? Chúng ta lưu ý có một số bạn tính nhầm là do thế nhá. Ở đây nó chính là 35 cộng 1 phần 6, đúng không? Sau đó trừ đi mở ngoặc 45 cộng 1 phần 6. Chúng ta thấy là 1 phần 6 trừ 1 6 bằng 0. 35 trừ 45 bằng âm 10. Được chưa? Âm 10 chia thì chúng ta nhân đảo ngược là nhân với trừ 5 phần 4, đúng không? Trừ nhân trừ thì thành dương. Đó, 50 chia 4 là bằng 25 phần 2. Hoặc chúng ta phải viết ra dạng là 12 phần 5. Đó. Bài này hơi nhiều bạn bị tính sai. Nào, một số bạn đã tìm được cái lỗi mình sai chưa? Đó. Thế về con tính, các bạn tính nốt ra câu D nhá. Đó. Phương Linh nhìn là lỗi sai của mình chưa, Phương Linh? Rồi ạ. Ừ. Câu đây sẽ nhiều bạn sai nữa.
Không, đánh dấu ấy. Câu ấy. Đã có à chưa em quên đi, cái lúc mà giáo viên chữ đó em sẽ ghi cái này này đúng không, nó đỡ bị vội. Trung Dũng xem lại nhá. Hương Giang xem lại nhá, Tuấn Anh xem lại nhá. Mấy bạn ra đa số giống nhau và thì chắc là cùng một lỗi nhầm rồi. Thắng xem lại nhá. Ok, bắt đầu có một bạn đúng rồi, Thế Vinh đúng rồi đấy. Rồi, Hạnh Khanh, đúng rồi. Đợi thêm một phút nữa nào. Bảo An xem lại. Rồi, thắng đúng rồi. Huyền My xem lại đây. Trung Dũng xem lại nhá. Nào, Ngân Hà nào. Ngân Hà làm nào con? Ngân Hà. Ngân Hà. Alo, Ngân Hà ơi. Uyên nào, Mỹ Uyên. Alo, Uyên ơi, Uyên nghe thầy nói không Uyên? Mỹ Uyên. Có. Rồi, Uyên làm nào, con chia sẻ đây nào. Như là âm 1/15 từ 1/6. Rồi, con tính cái này đúng không? Vâng. Rồi, 3/5 chia bằng nhiêu nào? Mẫu số chung là 30, đúng không? Rồi, trên tử được gì? Âm 2. Rồi, chia này được 2. Vậy 2 nhân 1 là âm 2.
trừ 5, đúng không? Đấy, chúng ta cứ làm từng bước một nhá. Được chưa? Tiếp cộng 3/5 chia. Bên này nào, được gì nào? -1/3 trừ 16/15. Rồi, chỗ này là nếu mà chưa làm tắt thì chúng ta lại phải làm này. -3, chỗ này chúng ta đổi hỗn số ra phân số đúng không? Đúng chưa cả lớp? Bước 1 xong nhá. Đấy. Bước 2 là thu gọn thôi, đúng không? 3/5 chia cho chỗ này là -7/30. Đúng không? Cộng 3/5 chia. Rồi, cái này mẫu dung là 15, đúng không? 15. 15 chia 3 được 5, vậy là -5, -16. Thì chúng ta được là -21/10. 15. Rồi. Đấy. Có bạn nào sai ngay từ bước này không? Rồi, mỗi lần chúng ta tính ra là kiểm tra lại nhá, ta kiểm tra lại xem nào. -5 này. -2, -5 đúng rồi, -7 rồi. Chỗ này là -3, -16. Chỗ này là 5, 21, đúng không? Đó. Nào, bước tiếp theo làm gì nào? Tuấn Tú nào? Tú. Nào, bước này con làm gì ạ? 7, 3, 10. Nghe hơi hơi. Con nói lại thì nghe hơi hơi bị giật. 7, 7/30 cộng này à? Tức là A chia B cộng A chia C có bằng A chia B cộng C không? Cả lớp. Không bằng được nhá. Bằng được không? Cái này là không bằng nhá. Đó, không nhá. Đấy, lưu ý nhá, nó chỉ này thôi này. Ví dụ là B chia A cộng B chia C cộng với C chia A. Có mẫu số là A nên sẽ được là B cộng C chia A. Còn đây là A chung là chung nhau số bị chia. Đấy. Tuấn Tú hiểu chưa? Đấy. Nhật Minh nào, đến đây Nhật Minh làm nào. Nhật Minh. Đây nhân đảo ngược thôi, đúng không? Bằng 3/5 nhân trừ 30/7. Đúng không? Đó, và đây chỗ này là 3/5 nhân trừ 10 trừ 15/21, các con rút gọn luôn. Chia cả tử và mũ cho 3, ta được trừ 5/7. Đúng chưa? Đấy. Và đến đây chúng ta đặt thừa số chung ra ngoài là 3/5. Nhá. 3/5. Trong ngoặc còn trừ 30/7. Trừ đi 5/7. Và bằng 3/5. Nhân. Mẫu chung là 7. Trừ 30 trừ 5 là thành trừ 35/7. Và chúng ta rút gọn thì chúng ta được là trừ 3. Đấy. Và lưu chữ này chúng ta đảo dấu chia cái chúng ta sẽ được ngay nhân tử chung là 3/5 nhá. Đó. Rồi. Các bạn sai đã hiểu mình lỗi sai chưa? Nhật Minh lỗi sai như nào con? Nhật Minh, alo. Dũng ơi, Dũng tìm ra lỗi sai của mình chưa? Rồi. Rồi, ok. Đó, các con trình bày qua thầy nhá. Đấy, bài lưu ý là một số cái lỗi như đây, thầy nhắc rồi đấy. Việt Hoàn tìm ra lỗi chưa, Việt Hoàn? Rồi, Tuấn Anh. Ok. Đấy các bạn cùng bị một lỗi cả thôi. Vậy thấy đấy là đáp số giống nhau mà, đúng không? Tiếp nha. Đây đến loại bài toán tìm x. Chỉ cái bài này là chúng ta nhìn luôn nhá, có 3 nhá.
Câu A nó chính là câu A đây là chúng ta lưu ý này, chúng ta sẽ có x trừ 2 bình phương trừ 1. Vậy nó sẽ suy ra chúng ta sẽ có hai trường hợp là x trừ 2 bằng 1 hoặc x trừ 2 bằng âm 1 cả lớp nhé. Đấy. Cái trường hợp này là các bạn hay bị thiếu này nhá. Đó, lưu ý chưa? Và chúng ta sẽ tìm được ngay. Hoặc, đây là dấu hoặc, x bằng 3 hoặc x bằng chuyển sang trừ 2 1. Đấy, thì chữ câu A nhé. Nào, thì câu B. Câu B. Quang Hòa nào, câu B làm nào Hòa? Dạ, câu B 2x-1 mũ 3 bằng âm 2 mũ 3. Rồi, cái này con sẽ biến đổi thành là âm 2 mũ 3, đúng không? À, vậy chia 2x-1 bằng gì? Âm 2 có bằng 2 được không? Có làm như trường này không? Không, đúng không? Bởi vì chúng ta lưu ý 3 này là số lẻ nhá, mũ lẻ. Yeah. Đó. Và chúng ta chuyển vế đổi dấu, ta được 2x bằng âm 1 nên x bằng âm 1 phần 2. Yeah. Đấy, thì ở đây chúng ta lưu ý thầy này, x mũ 2k nhá, mũ chẵn nhá, mũ chẵn được chưa? Bằng a mũ 2k thì chúng ta sẽ được là x có hai trường hợp bằng a hoặc là bằng âm a cộng trừ a. Còn nhớ chưa? Trường hợp thứ hai là mũ lẻ, x mũ 2k cộng 1 bằng a mũ 2k cộng 1 thì chúng ta chỉ có một trường hợp là x chỉ bằng a. Nhớ nhá. Đó. Mũ chẵn thường là ra xuất hiện là mũ 2 hoặc là mũ 4. Đấy, mũ lẻ là mũ 3 hoặc là mũ 5 thôi, chứ mũ cao là thường không có nhá. Mũ lẻ một trường hợp, mũ chẵn là có hai trường hợp. Ok. À, câu này thì đơn giản rồi đúng không? Để xem về câu này nhá. Đây, rút gọn. Đây là câu 3. Nhìn đi thầy gọi luôn cho nhanh. Câu này dễ rồi, làm luôn. Rút gọn. Nào, Minh Huyền nào, làm đây nào, Minh Huyền. À, đấy, rồi cùng là thầy làm luôn. Nào, theo con là con sẽ làm cái điều đầu tiên. Các bước làm như nào nào? Đưa về cơ số mấy nào? À rồi, thì chúng ta nghĩ một tí nhá, có ai nghĩ tí đấy nhá. Xong nhắn thầy đáp số.
Nào, Huyền làm chưa Huyền? Huyền nào? Thì Hiếu nào, Hiếu làm trước đây nào, Hiếu. Hiếu ơi. Hiếu, Hiếu mở mic thì nghe nào, xem nghe được không? Hiếu. Alo, đang Hiếu nghe là thầy nó, đang Hiếu ơi. Thái nào, Quốc Thái. Thái. Rồi, con làm nào nào. Đúng rồi, tức là con sẽ thấy là trên tử số cơ số là 15. Vậy tạm thời chúng ta đưa về cơ số là 3 nhân 3 và 15, đúng không? Mũ 15. Rồi, trên tử là 15 mũ 30. Tiếp nào, bằng gì nào? Tử số để nguyên đúng không? À, mẫu số được gì? Ba mũ 15 chứ. 15 nhân 15 mũ 15. Đúng rồi, nhân 15 mũ 15. Ở đây chúng ta dùng công thức là A nhân B mũ M thì bằng A mũ M nhân B mũ mũ M các lớp nhá. Nào, ok, tiếp rút gọn như nào nào. Rồi, chia cả tử và mẫu. Đấy, hoặc như con nói là gạch, đúng không? Chia cả tử và mẫu cho 15 mũ 15. Chia cho số mũ bé nhá, thì trên tử được gì? 15 mũ mấy? 15. Đúng rồi, 30 trừ 15 còn 15 mũ 15. Rồi mẫu còn 3 mũ 15. Đúng không? Tiếp, bằng gì tiếp? Rồi. Lại biến đổi tiếp đúng không? Mũ 15 chia cho 3 mũ 10 15. Đó, đến đây nhìn thấy ra ngay đúng không? Thành 3 mũ 15 nhân 5 mũ 15 và chia cho 3 mũ 15. Chia cả tử và mẫu hoặc là rút gọn cho 3 mũ 15 chúng ta được là 5 mũ 15. Đó, đúng rồi nhá. Hoặc đây chúng ta có một cách nữa chỗ này này, con này. À, chúng ta sẽ dùng công thức là A mũ M chia B mũ M thì bằng A chia B tất cả mũ mũ M. Nên cái này nó sẽ được là 15 chia 3 mũ 10 15. Đó, và nó cũng được đáp số như trên nhá. Đây có hai cách, được chưa? Đây là câu A. Đây, lớp làm cho thầy cô à, cô B này, cô B nhìn nào. À, cô A còn bạn nào chưa hiểu không? Đấy, chúng ta cứ đưa về cùng cơ số nhá. Cô B nào? À, thầy mời cô B Hoan nào? Việt Hoan cô B nào? Em tên thầy là 3 mũ 2 nhân cho 2 7 mũ 4 à. Rồi. Bằng 3. Đưa về cơ số mấy nào? 3 mũ 2 nhân cho 2 7 mũ 4 2 7 thành 3 mũ 3 tất cả mũ 4 đúng không? Con hiểu không? Đưa về cơ số 3 nhá. À, thế mẫu số được gì nào? 3 mũ 2 đúng rồi, tất cả mũ 3, mũ 3. Chưa? Đấy, thì ở đây chúng ta dùng công thức là A mũ M N đúng không? A mũ MN thì bằng A mũ M tất cả mũ mũ N. Đó. Tiếp bằng gì nào?
Đó, phải tính được từ bước 1 đã. Đây là 32 nhân 3 có bao nhiêu nào? Em thấy là 33 12. 12. Rồi, dưới là 3 mũ bao nhiêu? 3 mũ 6. Đó, chia cả tử và mẫu cho 3 mũ mấy? Chia cả tử cho 3 mũ 6 rồi. Mũ 6 đúng không? 12 trừ 6 là còn 6. 6 cộng 2 là bằng 8. 3 mũ 6 rồi. Ok. Đấy, đó là hai bài rút gọn đơn giản nhá. Bây giờ sẽ phức tạp lên một chút xíu nữa nhá. Câu rồi xem cho thầy câu này. Làm cho thầy câu đây, câu này đi. Câu C nhá. Câu C. Anh mượn đi bút nha. Bảo An. Bảo An Bảo An tính lại nhá.
Thắng ok rồi. Hạnh Khanh ok rồi. Việt Hoàn to quá. Việt Hoàn gần đúng Việt Hoàn ạ, to quá. Xem mẫu số 104 có bị nhầm không? Bảo An vẫn bị nhầm. Bảo An thử xem lại. Nào, Bảo An làm cùng thấy luôn nào. Bảo An. Bảo An. Hai mươi bảy là chia bằng 20 trên 13. À, 20 nhân 13 cộng 16. Ok. Với mẫu. À, 248. 104 phân tích thành gì? À, 14 là 12. Bao nhiêu? 4 nhân bao nhiêu? Nhân 26. Nhân đúng không? Đó. Tiếp bằng 2 mũ 10. Nhân bao nhiêu đây? 80 78 đúng không? Chia 24 thì bằng 2 mũ 2. Được chưa? 2 mũ 2 nhân 8 là 2 mũ 10 nhân 26. Đến đây chúng ta rút gọn thôi, chia cả tử và mẫu cho 2 mũ 10 nhá. Nên ta được 78 chia 26 được. Đó. Một số bạn nhầm xem phát hiện ra mình nhầm chỗ nào chưa? Quá dễ đúng không? À, về tính ra thì câu D. Đó, câu D phức tạp hơn. Gia Khanh. Gia Khanh sao lại ra 39 phần 12 nhỉ? Quốc Thái, ok đúng rồi. Ok, thắng làm đúng rồi đấy. Khánh tính lại nhá. À Khánh nhá, Khánh tính lại nhá. Rồi lại treo rồi. Đây đây. Xem. Đó. Có tay anh. Cứ bình tĩnh tính thôi, câu này là hơi phức tạp một tí.
Đưa này. Ừ, đúng rồi, đang đưa. Đây thì rồi đấy. Ở đây bài này đưa về cơ số 2 và cơ số 3 đúng không? Gia Khánh, Gia Khánh tính lại thầy nhá, Bảo An đúng rồi đấy. Mai Chi, Mai Chi có nhầm một chút rồi. Chữa nhá. Nào bây giờ xem ai chưa gọi nhỉ? Khoa nào? Khoa ơi. Khoa được thấy gọi chưa nhỉ? Dạ. Khoa nào? Khoa làm nào Khoa? Dạ con chưa làm xong thầy ơi. À, Hương Giang, Hương Giang làm xong chưa? Ừ, rồi. Rồi, Hương Giang thử nói cách cách của con nào. Thế là em tách 4 mũ 6 bằng 2 mũ 2 đóng bằng mũ 6. Rồi 2 mũ 2 tất cả mũ 6 tiếp 9 thì 3 mũ 2 đóng bằng mũ 5. Đúng rồi, tiếp cộng
2 mũ 3 đóng 1 mũ 9. 2 nhân 3 mũ 9 chứ. 2 mũ 9. Ờ, rồi. 120 chắc biến đổi thành gì? 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Rồi, 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Đúng không? Đây, chúng ta đưa về cơ số 23. Dưới mẫu là âm 2 mũ 4 đóng 1 mũ 4. Ừ. Âm 2 mũ 3 tất cả mũ 4 nhá. Nhân 3 mũ 12. Âm 5 nhân 2 nhân 3 tất cả mũ 11. Đấy, bước 1 ra hiểu chưa? Đưa về cơ số 2, cơ số 3. Được chưa? Đấy, ta mỗi lần làm xong các con lại xem lại cho thầy chúng ta có bị viết nhầm không nhá. Bởi cái này rất dễ nhầm. 6 này, 5 này, 2 nhân 3 này, 8 nhân 15, đúng rồi. Trừ 2 mũ 3 mũ 4, 3 mũ 12 trừ 5. Ok. Đấy. Bước 2. Bước 2. Là bằng 2 mũ 12. Rồi. Nhân 3 mũ 10. 2 mũ 2 nhân 6 là 12, 2 nhân 5 là 3 mũ 10. Cộng. Cộng 2 mũ 9 nhân 3 mũ 9. 2 mũ 9, đúng không? 2 mũ 9 nhân 3 mũ 9. Nhân 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Thế con là mẫu số con thấy trừ này, con làm nào cho nó gọn được nào? Thay đổi dấu trừ sang đây được không? Được. Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. A trên trừ B thì bằng trừ A trên B. Con hiểu chưa? Đấy, thì thầy làm dấu biến, đưa dấu trừ từ mẫu số lên dấu trừ của phân số thì chúng ta đổi dấu của mẫu số đây thành cộng, đây thành cộng, đúng không? Và vừa đổi số vừa ấy luôn, vừa chúng ta vừa biến luôn 2 mũ 3 nhân 4 thành 2 mũ 10 12, đúng không? Nhân 3 mũ 10 à, được chưa? Tiếp cộng. À, đấy, chỗ này các con lưu ý nhá, là đổi dấu chúng ta phải chỗ này là cộng, đúng không? 5 nhân 2 mũ 10 1, nhân 3 mũ 10 1. Đấy, bước tiếp theo lại kiểm tra nữa, đúng không? Đúng rồi. Đấy, bây giờ thì sẽ là đặt thừa chung, đúng không? Dấu trừ nhá, nó lưu ý dấu trừ này, đúng không? Trên tử. Trên tử. 2 mũ 3. Trên tử là bằng này. Trừ, đúng không? Chúng ta có 2 mũ bao nhiêu? 2 mũ 12. Ừ, đây 2 mũ 9, 2 mũ 3 là chúng ta có 2 mũ 12. Trong ngoặc. À, nhân với nào? Nhân 3 mũ bao nhiêu là? Nhân 3 mũ 10. Đúng không? Bởi vì 3 mũ 9 nhân 3 mũ 1 ở đây nó chính là mũ 10, đặt luôn. Đây còn gì trong ngoặc vậy, số hạng đầu tiên được gì nào? 1, đúng không? 1. Đúng chưa? Cộng cái thứ hai là gì nào? 2 mũ 9 nhân 2 mũ 3 là 2 mũ 12. Rồi còn lại thôi, còn lại 5 thôi, đúng không? Đúng nhỉ? Đúng còn 5 không nhỉ? Còn 5 nhá. Dưới mẫu 2 mũ bao nhiêu? Mẫu là bằng 2 mũ 11 nhân 3 mũ 11. Trong ngoặc. Trong ngoặc là gì? Rồi 2 mũ 12 chia 2 mũ 1 được là 2, đúng không? 2. 3 mũ 12 chia 3 mũ 1 được 3. Chỗ này là cộng với 5. Nào, cái bước này hơi lằng nhằng, các bạn hiểu chưa nào? Đó, chỗ này thầy hơi làm tắt nhá. 2 mũ 9 nhân với 2 mũ 3 là được 2 mũ 12. Với giống cái này rồi, 3 mũ 9 nhân 3 mũ 1 là 3 mũ 10, thì đặt cái cụm này ra ngoài. Trong ngoặc còn 1 cộng với 5. Đấy, dưới mẫu thấy ngay là 2 mũ 11 nhân 3 mũ 11. Đấy. Thế thầy. Ừ. Âm 2 mũ 12 chứ thầy. Ở dưới mẫu số. À đây, thầy chuyển âm lên đây rồi. Chuyển dấu âm của mẫu số lên mẫu lên số âm của phân số. Con hiểu chưa? Đó, thì chỗ này sẽ đổi dấu thành cộng cộng hết nhá. Đúng chưa nào? Đúng chưa? Nào, đến bước tiếp theo rút gọn thôi. Vừa rút gọn vừa tính nhá. Dấu âm để nguyên. 2 mũ 12
chia 2 mũ 11 được là 2. 2. 3 mũ 10 chia 3 mũ 11, vậy dưới mẫu là còn 3. Đúng không? Đây 1 cộng 5 là 6. 2 nhân 3 cộng đây là 10, 11. Đúng không? Và rút gọn một lần nữa chúng ta được trừ 4 phần 10, 1. Đúng không? Nó dễ không nào? Đấy nhá. Chúng ta chỉ là chúng ta chưa quen với việc làm các phép toán hơi phức tạp một tí nên dễ bị nhầm dấu thôi nhá. Ok. Rồi, bạn hãy Hạnh Khánh tính lại ra chuẩn rồi. Bảo An tính lại ok. Tiếp nha. Đấy, đấy là doanh toán đấy. Đến một loại nữa là loại so sánh. So sánh. So sánh thì chúng ta biết rồi, chúng ta nguyên tắc là chúng ta đưa về cùng cơ số, được chưa? Cùng cơ số hoặc là cùng số, số mũ. Đấy, nhưng có những bài là sẽ không thể đưa về cùng cơ số, cùng số mũ được, thì chúng ta phải đưa về xấp xỉ của nó. Đấy, các con làm cho thầy câu đây, cứ câu A nữa nhá. Câu A. Chân bự bút. Chào ạ. Chào mọi người. Chào. Nào, cô Khánh nào, Hạnh Khánh nào. Anh thưa thầy, ta có 32 mũ 30 bằng 2 mũ 5 tất cả 30. Đưa về cơ số 2 đúng không? 2 mũ 5 tất cả mũ 30. Đúng không? 2 mũ 5 30. 150. Ok. Tiếp. 9 mũ 7 5 bằng 3 mũ 2 bằng 75. Bằng 3 mũ 2 mũ 75. Bằng 3 mũ 150. Đúng không? Và chúng ta thấy là cái thằng này lớn lớn hơn đúng không? Đó, từ đó ta được là 9 mũ 75 lớn hơn 30 2 mũ 3 và 10. Các lớp hiểu chưa? Qua thế rồi nhá. Đó. Bây xem rồi câu C. Câu C. Thank you.
Bạn nào ra ý tưởng chưa? Bảo An ra ý tưởng chưa con? Ý tưởng thôi. Ừ. Khánh này ý tưởng chưa? Khánh. Nhớ nhá, để gợi ý nhá. Chúng ta thấy là 72 là cũng không có liên quan đến nhau, đúng không? 63 và 16 cơ số liên quan, nhưng mà chúng ta thấy 16 thì bằng 2 mũ 4, đúng không? Cơ số mấy? Cơ số 2. Còn 63 nó gần 64, đúng không? 64 là cơ số mấy? Cũng cơ số 2. Do đó ta sẽ biến đổi này, 16 mũ 12 trước, đúng không? 16 mũ 12 thì bằng 2 mũ 4. Tất cả mũ 10, 12, đúng không? Bằng 2 mũ 48. Nhá. Thế còn 63 mũ 7, các con sẽ thấy nó nhỏ hơn 64 mũ 7. Đúng không? Để chúng ta đưa về cơ số số 2. 64 đi bằng 2 mũ 2 mũ mấy nhỉ? 2 mũ 6, đúng không? Tất cả mũ 7. Đúng không? Đấy. Nhá. 2 mũ 6, tất cả mũ 7 thì con sẽ tính được bằng 2 mũ 42. Đấy, chúng ta so sánh chúng ta thấy 2 mũ 42 nhỏ hơn cái này. Đó, vậy là 63 mũ 7. Chúng ta thấy nó nhỏ hơn 2 mũ 42, đúng không? 2 mũ 42 lại nhỏ hơn 2 mũ 48. Còn 2 mũ 48 lại bằng 10 16 mũ 10 12. Đó, vậy thằng này nhỏ hơn. Được chưa? Đấy, chúng ta đánh giá để sao cho nó cùng cơ số nhá. Đó đã là câu C. Đấy. Còn câu B thì dễ rồi nhá. Câu B sẽ để về nhà, đúng không? Thế 10 với 40 chung nhau 10 rồi, vậy chúng ta đưa về cơ số mũ là 10, đúng không? Rồi, thì thêm một cái bài x này nữa nhá. Thêm một cái bài này. Đây. Câu C. Đấy, chúng ta nhìn đề đi, thầy chữ luôn cho. Đấy. Câu C, dễ bị nhầm nên thầy sẽ chữa luôn câu này. Nào, thử nói thầy hướng làm như nào thôi. Nguyên nào? Nguyên nghe được thầy nói không Nguyên? Nguyên. Nhật Minh nào? Nhật Minh nào? Nhá. Yeah. X trừ 3 mũ 6 và x trừ 3 mũ 7. Nguyên tắc làm là chúng ta sẽ đưa về dạng tích một số A nhân một số B bằng 0. Từ đó chúng ta sẽ có A bằng 0 hoặc B bằng 0. Được chưa? Đấy. Đây là hướng nghĩ thứ nhất nhá. Hướng nghĩ thứ hai. Hướng thứ hai là con thấy là đây nó cùng cơ số, đúng không? Cùng cơ số. Mà số mũ khác nhau. Vậy nó chỉ có một trường hợp là gì? Là số mũ bằng 0, 0 mũ 6 thì bằng 0 mũ 7. Thứ hai, số mũ bằng 1, 1 mũ 6 thì bằng 1 mũ 7. Đấy, đây là trường đặc biệt, đúng chưa? Thế và nếu mà nếu áp dụng vào cái này thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên đó là cách 1 này. Cách 1 là chúng ta sẽ thấy là 6 khác 7, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp là cơ số ở đây là x trừ 3 bằng 0 hoặc x trừ 3 sẽ bằng 1.
Thế thôi, và chúng ta sẽ tìm được ngay, đúng không? X bằng 3 hoặc x bằng 4. Đó. Đó là cách 1 nhé, cách 1 mà các bạn mà nhìn ra được thì chúng ta sẽ làm nhanh. Thế còn nếu mà chúng ta không nhìn ra cái cách này thì chứ con sẽ cứ biến đổi ra thầy, phân tích thành thừa số thầy nhá. Chúng ta sẽ có cách 2 như này. Chuyển vế đúng không? Chuyển vế ta được là x trừ 3 mũ 7 trừ x trừ 3 mũ 6 bằng 0. Đúng không? Đó. Nào, bây giờ có thừa chung là gì nào? Là x trừ 3 mũ 6 nhá. Nhân nào x trừ 3 mũ 7 chia x trừ 3 mũ 6 thì được x trừ 3. Thế còn x trừ 3 mũ 6 đặt x trừ 3 mũ 6 rồi chúng ta được là trừ 1 bằng 0. Đúng không? Đó, và lúc này chúng ta sẽ biến đổi được thành là x trừ 3 mũ 6 x trừ 3 trừ 1 là x trừ 4 bằng 0. Lúc này tích hai số bằng 0, chúng ta suy x bằng trừ 4 bằng 0 hoặc x trừ 3 bằng 0 thì chính là ra đáp số ở đây. Được chưa? Hoặc x trừ 3 bằng 0 hoặc x trừ 4 bằng 0. Đấy, và nó cũng ra đáp số là 3 hoặc là 4. Nào, các con hiểu bài này chưa? À, thế còn bài này sẽ đưa về cơ số gì nào cả lớp? Gia Khanh đưa về cơ số gì? Cơ số 3 đúng không? Cơ số 3 không đặt thừa chung nhá. Đấy, cơ 3 đặt thừa chung như này. Chỗ này chính là 3 mũ 2 nhân x cộng 1 trừ 5 nhân 3 mũ 2x bằng 320. Đúng không? Đó, và nhân lên đây. Đấy, từ đây chúng ta sẽ được là 3 mũ 2x đặt thừa chung rồi thì chúng ta sẽ tìm được x. Đấy, thì bài này được gợi ý thế để về nhà làm nhé. Về nhà là các bạn tích cho thầy những câu sau này. Câu 15D này. 15D này. 13AB. 13AB và 12 CD nhá. Đấy là những câu mà tính. Đấy, có 3 bài thôi nhá. Câu 15D này, 13 AB và 12 CD nhá. Đó. Chú ý là tính toán thôi, bởi vì ban nãy thầy thấy nhiều bạn tính toán bị nhầm quá nhá. Chứ là con cứ làm cho thầy bình tĩnh này xong kiểm tra lại thầy nhá. Chúng ta không rèn được cái tính nhầm này là lên càng lớn càng khó đấy nhá. Ok. Rồi, các con nghỉ nhá. Buổi sau thầy có khoảng 45 phút kiểm tra nhá. 45 phút kiểm tra cho buổi sau nhá. Sau đó thầy chữa. Các con nhớ chưa? Rồi, thầy chào các con.